Cơn mưa lạnh trong trận siêu kinh điển đã khiến cho nhiều cầu thủ, trong đó có cả Messi, không thể có màn trình diễn tốt nhất. Nhiều cầu thủ đã không còn duy trì được thể lực tốt nhất vì thời tiết khắc nghiệt. Ống kính máy quay đã khắc họa rõ nét điều đó qua hình ảnh của Messi ở phút 80. Đứng giữa cơn mưa siêu lạnh, siêu sao người Argentina đã run cầm cập. Không chịu được cái lạnh, Messi đã phải tức tốc ra xin đổi áo để có thể thi đấu tiếp. Tuy nhiên, những nỗ lực của Epuga và đồng đội không thể làm được gì để thay đổi tình hình trong thời gian còn lại. Và trước khi vào phần xem clip, các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh thứ hai được đặt ở dưới phần mô tả để ủng hộ cho tụi mình nhé. Trong thời gian bị hạn chế vì dịch bệnh toàn cầu, bóng đá có lẽ thiếu đi chút gì đó ồn ào trên khán đài. Nhưng duy nhất không bao giờ thiếu là những khoảnh khắc đáng nhớ nổi bật. Đó có thể là một tình huống phạm lỗi sổ sàng, một pha làm bàn đẹp mắt, hay cũng có thể là tình huống hài hước nào đó. Mời các bạn cùng xem lại một số khoảnh khắc đáng chú ý trong thế giới bóng đá thời gian qua. Trận Real thắng Barca 2-1 hồi tháng 4 năm 2021 đã chứng kiến một kịch bản siêu kịch tính từ đầu chí cuối. Một trong số những điều kịch tính đó là khi Casemiro nhận thẻ đỏ rời sân ở ngay phút chính thức cuối cùng. Benzema là người đã đánh gót ghi bàn đẹp mắt góp công vào chiến thắng này. Một cảnh đáng nhớ khác là mưa lớn trong trận siêu kinh điển này đã khiến Lionel Messi rõ ràng rung lên vì lạnh và đội trưởng của Barca phải thay áo bất thường để giảm bớt sự khó chịu. Sau khi kết thúc trận đấu này, người ta cũng bắt gặp một khoảnh khắc đụng chạm đáng chú ý giữa Luka Modric và Gerard Pique. Pique đã lao ra sân tiến đến chỗ trọng tài để phàn nàn về số phút bù giờ quá ít mà ông này đưa ra. Trên đường vào sân, họ chạm mặt và Modric đã có phần mỉa mai Pique khi hậu vệ Barca cứ thích phân trần. Đây là những gì diễn ra trong buổi lễ trước khi diễn ra trận đấu giữa Fenerbahce và Real Madrid tại giải AD Cup. Upper Potut, thủ quân của đội bóng áo vàng xanh, đã trở thành chủ đề hài hước trên mạng khi anh chàng quên phắn phần chụp ảnh lưu niệm trước trận và Marcelo đã gọi anh ấy trở lại như thế này. Vào cái ngày mà Paris Saint-Germain vượt qua Bayern trong cảnh tim đập chân run, Neymar đã có những pha bỏ lỡ đáng tiếc khi sút trúng xà ngang lẫn cột dọc. Một trong số đó là tình huống Neymar tung cú cứa lòng sở trường vào góc xa khung thành của Neuer, nhưng bóng lại đập trúng xà ngang đi ra ngoài. Không có gì cay đắng hơn nỗi đau bị loại bởi luật bàn thắng sân khách. Bayern Munich buộc phải nếm trải cảm giác ấy dù đã giành chiến thắng ở tứ kết lượt về. Và đây là khoảnh khắc Neymar ăn mừng chiến thắng đầy cảm xúc ngay trước mặt Joshua Kimmich sau khi PSG vượt qua Bayern để lọt vào bán kết Champions League mùa 2020-2021. Ở tứ kết lượt đi Champions League, có một tình huống gây tranh cãi khiến Dortmund mất oan bàn thắng trước Man City. Đó là khi thủ thành Ederson băng ra ngoài vòng cấm và có pha xử lý không gọn gàng. Jude Bellingham ngay lập tức áp sát, cướp bóng, rồi dứt điểm vào lưới trống. Tuy nhiên, trọng tài ngay lập tức cắt còi vì cho rằng Bellingham phạm lỗi trong pha tranh chấp với Ederson. Thậm chí, cầu thủ số 22 còn phải nhận một thẻ vàng. Cristiano Ronaldo đã phung phí một cơ hội ghi bàn khó tin trong trận Juventus gặp Napoli tại Serie A sau khi nhận đường truyền như đặt của Danilo từ cánh phải. Bản thân tiền đạo người Bồ Đào Nha cũng tỏ ra bực tức với pha bỏ lỡ không tưởng này bởi đánh đầu là một trong những thế mạnh của anh. Timo Werner khiến nhiều người sốc nặng khi bỏ lỡ cơ hội ghi bàn 10-10 khiến đội tuyển Đức thua Macedonia ở vòng loại World Cup 2022. Đó là tình huống ở phút 80 khi hai đội đang hòa nhau với tỷ số 1 đều. Đường truyền của đồng đội mang đến cơ hội ghi bàn 10-10 cho Werner, nhưng khó tin là anh lại sút trượt khiến bóng đi chệch khung thành hơn 2m.
Jason Demetrio từng nhận thẻ đỏ vì một pha xử lý gây sốc trong trận đấu của họ với Slovenia tại Nations League. Demetrio đã thực hiện một pha truy cản khủng khiếp với cú tắc bóng hàng X để ngăn chặn đối thủ mà không hề có ý định nhìn vào bóng. Không chỉ riêng bóng đá nam, trong trận đấu thuộc khuôn khổ Euro 2022 giữa tuyển nữ Bắc Ireland và Ukraine cũng xảy ra một pha phạm lỗi hết sức rõ ràng. Đối mặt với một pha phản công của Bắc Ireland, nữ cầu thủ Bansulea của Ukraine đã chọn một cách đặc biệt để truy cản đối thủ để rồi phải nhận lấy một suất đi tắm sớm. Marco Asensio đã thực sự bén duyên ở Champions League cùng Real Madrid với việc luôn tỏa sáng trong các trận đấu lớn mà gần đây là trước Liverpool. Đó là một pha xử lý thiên tài của Asensio trước thủ môn Alisson. Đồng thời nó cũng gợi nhớ đến những gì mà Messi thực hiện vào lưới Arsenal tại Champions League mùa giải 2010-2011. Ở một trận đấu ngoại hạng Anh, Burnley đã cầm hòa Arsenal với tỷ số 1 đều khi mà đội bóng thành London đã thi đấu lấn lướt và tạo ra cơ hội nhiều hơn. Mặc dù bàn gỡ hòa này có phần ăn rùa nhờ cái bụng của Chris Wood, nhưng tất nhiên họ sẽ phải cảm ơn tiền vệ Granit Xhaka bởi chính đường chuyền ngang bất cẩn của cầu thủ này đã vô tình đập vào người Chris Wood và đi thẳng vào lưới Arsenal. Cựu trung vệ của Arsenal, Sodran Mustafi, đã có một trong những pha phản lưới nhà được cho là tệ nhất năm ở trận đấu giữa Sanke và Wolfsburg ở Bundesliga. Trong lúc Sanke 04 đang chơi tốt và đẩy Wolfsburg vào thế bế tắc, Mustafi bất ngờ đánh đầu vì anh tin rằng thủ thành của đội nhà đang đứng ở đó. Nhưng đó chưa là gì so với pha xử lý rất khó hiểu của Alvaro Morata trong trận hòa một đều của Juventus với Atalanta hồi tháng 12 năm 2020. Những gì Morata phải làm là dứt điểm vào lưới trống, tuy nhiên anh lại điệu đà thực hiện pha giật gót nhưng bóng lại đi ra ngoài khung thành. May cho Morata để anh bớt thẹn phần nào khi tình huống đó đã rơi vào thế việt vị. Romelu Lukaku đã vô tình ngăn cản Inter Milan ghi bàn thắng mang tính quyết định ở Champions League trước Shakhtar Donetsk. Pha ngăn cản vô tình đó khiến Inter Milan phải trả giá đắt bằng việc mất cả vé đi tiếp lẫn suất chuyển sang Europa League. Alexander Arnold đã thực hiện cú cứa lòng mẫu mực vào lưới Aston Villa, nâng tỷ số lên 2-1 và khép lại trận đấu mà Liverpool ngược dòng trên sân nhà. Trong trận đấu tại ngoại hạng Anh giữa Wolves và West Ham, Jesse Lingard có màn solo vô cùng ấn tượng. Anh nhận bóng từ phần sân nhà, đột phá vượt qua hai cầu thủ Wolves, sộc thẳng vào vòng cấm trước khi dứt điểm đánh bại thủ thành Patricio. Kai Havertz bản hợp đồng trị giá 70 triệu bảng của Chelsea từng từ phi vụ bom tấn rồi bỗng chốc bị coi là món hàng hứa của The Blues khi anh thi đấu nhạt nhòa. Nhưng bất kể nguyên nhân gì, nhiều người vẫn phải phát ghen với chiếc chân như có ma thuật của Havertz. Đây là tình huống đẹp mắt khi anh đỡ bóng bước một bằng chân trái rồi tung cú đá chéo góc chân phải ngay trong trận đấu với Crystal Palace. Roberto Lopez của Real Sociedad làm tan nát trái tim của Atletico Bilbao khi anh vẽ cầu vồng ghi bàn gỡ hòa muộn trong trận derby xứ Basque tại La Liga. Thời điểm Lopez nhận bóng và tung ra cú sút xa sấm sét cũng là lúc đồng hồ điểm đến phút thi đấu cuối cùng. Eric Lamela vừa là người hùng lại là tội đồ trong ngày Tottenham thua ngược Arsenal. Trước khi phải nhận thẻ đỏ rời sân, anh đã lập một siêu phẩm với cú Rabona hoàn hảo đưa bóng đi chéo góc tung lưới thủ thành của Bellino. Trong phút bù giờ của hiệp 2, tiền vệ Olmo với cú sút xa quyết đoán khiến thủ thành Georgia không thể cản phá, đã giúp Tây Ban Nha thắng ngược Georgia 2-1 ở bảng B vòng loại World Cup 2022. Trong ngày Dortmund thắng Schalke 4-0 ngay trên sân khách, chân sút của Dortmund Erling Haaland đã có một pha vô lê được xem tuyệt nhất trong sự nghiệp của anh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.